Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Tích Travel, mình là Tích đây. Thì hôm nay mình đang dắt các bạn đến cột cờ Lũng Cú của Việt Nam. Nó là được một điểm được gọi là điểm tượng trưng cho gọi là cực bắc của Việt Nam mình ha, là điểm giáp ranh với Trung Quốc. Thì đường đến cột cờ Lũng Cú này cũng gọi là tạm được chứ không có đẹp cũng không xấu, vẫn có đoạn đường êm chu vậy nè, cũng có đoạn đường sẽ có những hố gà hoặc là sần sùi đất đá. Các bạn đi lên cột cờ Lũng Cú nếu mà đi từ trung tâm Đồng Văn thì đi khoảng tầm là 25 cây. Có thể các bạn có thể search Google Maps đến thẳng đây luôn, hoặc nếu là bạn nào không có Google Maps, không biết sử dụng thì có thể là check-in đến, chạy đến cái bụi hâm tây á, rất là nổi tiếng. Các bạn đi vào Đồng Văn thì cỡ nào cũng sẽ đi ngang qua bụi hâm tây, thì các bạn ngay bụi hâm tây có một cái ngã ba, các bạn quẹo vào đó, các bạn hướng dẫn Lũng Cú thì các bạn cứ chạy thẳng riết 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 thôi là sẽ đến được đây. Mình có nghe thông tin là khi mà đến gần dưới chân cột cờ sẽ có một đoạn là bị chặn lại, đó đây đường 6 nè, bị chặn lại bắt gửi xe. Và cũng có một số thông tin của các bạn chia sẻ lại là chạy thẳng lên trên dưới chân cột cờ luôn, rồi gửi xe trên đó để đi bộ gần hơn, chứ không thì sẽ rất là xa. Thì hôm nay mình cũng sẽ đi lần đầu và sẽ quay lại hành trình chia sẻ đến các bạn là sẽ nó thực hư như thế nào, là có bị chặn lại hay không, và chạy lên luôn. Vé để đi lên trên cột cờ là hình như là 25.000, còn tiền phí gửi xe thì mình chưa biết, lát nữa mình sẽ đến nơi và mình xem thông tin chính xác nhất gửi đến cho các bạn. Khúc này xấu rồi, là xấu luôn này các bạn ơi. Đây mình tập trung chạy qua đây một xí. Wow, đường đang làm rất là ghê. Kìa, các bạn thấy được cái cột cờ Lũng Cú chưa? Đi qua khúc 6 thì sẽ đến đoạn này thì đỡ hơn rồi nè. Đi mùa này thì ở đây thì người ta trồng lúa chưa nhiều nha các bạn. Đa số các ruộng bậc thang bây giờ người ta đang đều trồng bắp là nhiều, là chính. Các bạn đến với Hà Giang có thể ăn những món này nè, cháo ấu tẩu, những cái món đặc sản. Các bạn chỉ cần đi dọc đường thấy những cái tên quán, cái quán cái trên có những món ăn là đặc sản của nó hết, đa số là đặc sản hết. Ăn một lần cho biết. Đối với mình thì nó không hợp khẩu vị của mình, nó không có ngon đâu. Nhưng mà các bạn có thể ăn thử để cho biết thôi. Tại vì mỗi miền, mỗi khu vực nó sẽ có một cái khẩu vị khác nhau. Đây, hình như thường thường sẽ bị chặn ở đây nè các bạn. Đó, có cái chốt chặn kìa. Đây, nhưng mà mình sẽ chạy lên luôn. Hình như chỉ những xe khách, xe du lịch bự mới gửi thôi các bạn, còn xe máy vẫn được đi lên bình thường ha. Ở ngoài, phía ngoài này thì những cái cây mà mình gặp được nhiều nhất bên ven đường rồi sẽ là cây đào nha các bạn. Không ai trồng luôn á, nó vẫn cứ lên.
mình đi những khúc đoạn đường đèo vắng thì mình cũng có cây đào, nhưng mà trái nó không được to thôi. Ở đây thì đa số là người Lolo, người dân tộc Lolo, tên nghe dễ thương không các bạn. Nó có những khu làng cổ ở đây rất là lâu đời rồi. Nếu có thời gian lát nữa mình sẽ ghé vào đây đi tham quan. Còn bây giờ mình trước mắt mình lên cột cờ Lũng Cú trước. Và chiều hôm nay mình sẽ đi ra thử ngoài sông Nho Quế, đi trên thuyền ở sông Nho Quế chụp hình. Sông Nho Quế thì các bạn nào mà xem video clip của mình rồi sẽ biết đó là nó là con sông chảy giữa đèo Mãi Bí Lèng các bạn. Nó là được gọi là ranh giới giữa Trung Quốc và Việt Nam. Mình ôm cua lên đây. Đường lên đây thì cũng hoàng mèo, nhưng cũng không khó chạy lắm. Các bạn cứ nhìn đường trước rồi chạy lên thôi. Lên đến nơi chỗ gửi xe rồi các bạn. Mình sẽ tìm chỗ gửi xe. Đây hả? Mình gửi xe máy. Mình sẽ chạy qua bên này đi. Có bạn nơi gửi xe máy nè, thì mình đi đúng cái bạn đó thôi. Rồi mình sẽ dừng ở đây, bỏ xe đây, mình sẽ đi lên trên thử. Rồi bây giờ mình sẽ đi đến mua vé và lên trên cột cờ Lũng Cú ha. Cột cờ trong kia kìa các bạn. Đây là vé lên cột cờ Lũng Cú nè, 25.000 một người. Đường leo lên là cũng khá cao nha các bạn. Thời tiết hôm nay mình đi là mát mẻ. Hôm qua hôm kia mình đến đây thì nó nắng nóng lắm. Có thể chịu ảnh hưởng của đợt nắng vừa rồi thông tin báo có đăng đó. Chà, leo này cũng khá mệt đấy. Còn rất là cao, rất là xa các bạn. Mình leo được một đoạn, dừng lại thở đó các bạn. Đây bên dưới đoạn mình vừa leo nè. Ở trên kia còn một đoạn chắc phải gấp đôi như vậy nữa. Mình sẽ tiếp tục leo đây. Nghỉ lần hai các bạn ơi. Mình đang rất là mệt. Sáng nay mình chưa ăn sáng nữa, dậy trễ quá. Mình đi tranh thủ đi cho kịp cuộc cờ Lũng Cú. Rồi chiều nay mình về mình sẽ đi sông Nho Quế. Các bạn thông cảm mình thở hơi mạnh. Còn một đoạn CC đây nữa thôi là sẽ lên được cột cờ trên kia rồi. Hôm nay có vẻ vắng, mình tiếp tục đi đây. Rồi,
mình đã lên được cột cờ Lũng Cú rồi các bạn ơi. Bên dưới à là nhà của người dân Lolo. Và những ruộng bậc thang nè, các bạn thấy không? Mùa này có lẽ người ta đang trồng bắp thôi, chưa trồng ruộng. Nếu các bạn đến vào tầm tháng 11, 12 á là sẽ xem được những cảnh ruộng đẹp nhất. Đây nó có cột cờ nè, cột cờ Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Độ cao là 1.468,73m. Nơi đây được thành lập năm 2010. Thử đi qua phía này xem thấy gì không. À, bên này cũng không có gì. Là người dân sinh sống thôi. Rồi bây giờ mình sẽ tìm được đi vào trong và leo lên trên phía trên cột cờ nha. Để em đi xung quanh xem nó nằm cái cổng cửa là hướng nào. Ở đây khung cảnh rất là đẹp luôn các bạn. Bên này người ta trồng ruộng rồi nè. Đó, đồng lúa đó. Đây là cung đường lúc nãy mình đi lên, vòng vèo. Đây, cổng đi lên đây. Mình sẽ đi lên trong này, lên trên phía trên kia, phía lá cờ to ở trên kia. Các bạn đi cùng mình nha. Rồi mình sẽ leo lên cột cờ Lũng Cú nha. Trong này hơi tối, các bạn thông cảm. Đây, đường đi vòng sáng ngóc vậy nè. Cứ đi và đi thôi. Cảm giác như bước đang bước một chỗ vậy các bạn. Rồi, mình sắp lên đến nơi rồi. Đi rồi, đây cũng giống như tập thể dục luôn. Wow, còn mấy vòng nữa các bạn chứ chưa đến nơi đâu. Đi nên giữ tay vào bên này đi ha. Đi. Đi phía bên kia rất là nguy hiểm. Các bạn nhìn nè. Từ đây có những ô cửa nhìn ra bên ngoài nè. Khá cao đấy các bạn, không có thấp đâu. Nó giống như đường đi của một nơi gần chỗ mình ở. Đó là tượng Chúa Kitô dân Tây ở Vũng Tàu. Lên đến nơi rồi. Lá cờ rất là to. Phất phơ luôn các bạn. Nơi này rất là cao. Mình gửi xe phía dưới đó. Giới thiệu cho các bạn biết đó là ở đây nè. Dưới kia là một hồ nước. Phía này là một hồ nước nữa nè. Đó, các bạn thấy không? Theo thông tin của mình được biết thì đó là hai hồ nước, nguồn nước chính ở đây. Và nó sẽ không bao giờ cạn nha các bạn. Nó gọi là cặp mắt rồng ở nơi này đó. Các bạn theo dõi tiếp nha. Từ bãi giữ xe giữa lưng chừng núi, chúng ta sẽ bước 286 bậc đá lên độ cao khoảng 1.500m để đến với lá cờ với diện tích 54m2
tượng trưng cho 54 dân tộc của nước Việt Nam. Đến được đây nhìn lá cờ tung bay mà trong lòng bỗng cảm thấy tự hào. Đến với Hà Giang, các bạn hãy ghé thăm cột cờ Lũng Cú, một công trình thiêng liêng đối với nhân dân cả nước. Cảm ơn các bạn đã xem chuỗi video hành trình xuyên Việt trong vài ngày qua của mình. Và đây có thể là video đánh dấu đích đến của hành trình này. Rất vui khi đã được các bạn đón nhận, mặc dù video có còn nhiều thiếu sót. Đợi tình hình dịch qua đi, mình sẽ có nhiều chuyến đi chất lượng hơn gửi đến các bạn. Và đặc biệt nếu được ủng hộ, mình sẽ thực hiện lại chuyến hành trình xuyên Việt một lần nữa. Mong các bạn đồng hành cùng mình bằng cách like video cũng như đăng ký kênh và để lại cho mình một comment. Đó là cách các bạn tạo động lực cho mình cố gắng nhiều nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Bye bye!